Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Thư viện Pháp luật. Bộ luật lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tức là tháng 1 này sẽ là tháng đầu tiên mà người lao động được hưởng nhiều quyền lợi khi nhận lương theo tinh thần của bộ luật này. Cụ thể như sau. 1. Được ủy quyền cho người khác nhận lương. Tại khoản 1 điều 94 Bộ luật lao động năm 2019 quy định, người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp. Trước đây, theo Điều 96 Bộ Luật Lao động năm 2012 chỉ quy định người lao động được trả lương trực tiếp đầy đủ và đúng thời hạn. Như vậy, việc ủy quyền cho người khác nhận lương là quy định mới được đề cập rõ ràng trong luật. Tuy nhiên, việc ủy quyền này phải được hợp pháp, được người sử dụng lao động đồng ý, bởi luật chỉ quy định có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền chứ không bắt buộc. Do đó, từ tháng 1 này, lương chồng có thể chuyển trực tiếp vào tài khoản của vợ hoặc bồ nhí, vì luật không giới hạn đối tượng được ủy quyền. 2. Quy định nguyên tắc trả lương theo hướng có lợi cho người lao động. Bộ luật lao động năm 2019 bổ sung thêm quy định người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động, ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định. 3. Người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động. Tại khoản 3 điều 95 Bộ luật lao động năm 2019 quy định, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động. Trong đó ghi rõ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ nếu có. So với Bộ luật Lao động năm 2012 thì đây là quy định hoàn toàn mới, tạo điều kiện cho người lao động theo dõi, kiểm tra toàn bộ các khoản tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nhằm đảm bảo tốt quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 4. Nhận chậm lương 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động. Đây là một trong những quyền lợi của người lao động khi bị chậm trả lương. Cụ thể được quy định tại khoản 4 điều 97 Bộ luật Lao động năm 2019 như sau. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày. Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương. Và cuối cùng, người lao động không phải trả phí mở tài khoản nếu trả lương qua ngân hàng. Tại khoản 2 điều 96 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương. Như vậy, từ những quy định trên có thể kết luận rằng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương khi trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trên đây là một số quyền lợi dành cho người lao động khi Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực, mà đặc biệt là tin vui này sẽ chính thức áp dụng cho tháng lương đầu tiên trong năm 2021 này. Đến đây thì video cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video hữu ích tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!